Từng được coi là nước giàu nhất châu Á những năm 1950, Myanmar giờ đây là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư, cho dù nước này từng bị cô lập suốt hơn nửa thế kỷ. Để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin và làm thủ tục đăng ký kinh doanh, chính phủ Myanmar đã cải cách bộ máy hành chính, hình thành cơ chế một cửa. Giờ đây chỉ cần đến một cơ quan, nhà đầu tư có thể tiếp cận với văn phòng đại diện của tất cả các bộ ban ngành của Myanmar. Gần đây, Ủy ban Giám sát Đầu tư và Điều hành các công ty, gọi tắt là DACA của Myanmar, đã hình thành cơ chế một cửa để phục vụ cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tốt hơn. Giờ đây, các văn phòng đại diện của các bộ ban ngành của Myanmar như Điện lực, Tài chính, Khai khoáng, Thủy sản, Nông nghiệp, Thủy lợi, Ngân hàng Trung ương, Hội đồng Lao động, Văn phòng Nhập cảnh đều có tại DICA. Các văn phòng đại diện có thể cung cấp cho các nhà đầu tư những hướng dẫn đầu tư, những phân tích về chính sách và dịch vụ luật pháp. Doanh nghiệp đang hoạt động tại Myanmar có thể bắt đầu đăng ký và gia hạn giấy phép kinh doanh của mình tại DICA ngay từ bây giờ. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể gia hạn visa của mình và gia đình tại DICA. Rất nhiều nhà đầu tư đã đến đây, ít nhất 2 hay 3 tập đoàn nước ngoài đã đến đây để được tư vấn mỗi ngày. Dù họ đến từ đất nước nào, chúng tôi cũng đều trả lời thỏa đáng những câu hỏi của họ. Chúng tôi khuyên họ nên tránh những điều gì và nên làm theo những điều gì. Các nhà đầu tư từng phải trải qua một quá trình phức tạp để đầu tư tại Myanmar và cần phải đem theo hồ sơ đi đến nhiều cơ quan để được phê chuẩn. Ví dụ một nhà đầu tư tại Yangon từng phải đi đến 400 cây số đến thủ đô Nay Pi Taw để hoàn tất thủ tục cấp giấy phép kinh doanh. Trong những năm gần đây, Myanmar đã thực hiện nhiều biện pháp để cải thiện môi trường đầu tư và thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.